Này đại huệ, lại có các vị sa môn, bà la môn, quán hết thảy pháp không tự tánh, như mây giữa hư không, như dòng lửa quay, như thành biến hóa của loài càn thác bà, như quyển như hóa, như ảo ảnh, như trăng dưới nước, như cảnh chim bao. Tất cả những điều này không ngoài tâm, chỉ vì cái thấy hư vọng từ vô thủy mà chấp thật có cảnh giới bên ngoài. Quán như thế rồi họ bật dứt tất cả các duyên phân biệt, xa lìa tất cả danh nghĩa mà vọng tâm ôm giữ. Biết rằng thân, tài sản, nhà cửa, tất cả cảnh giới này đều nằm trong tạng thức, không có năng, có sở, không có danh, trụ, gì diệt. Họ thường tư duy như thế. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái câu kinh văn này hay không? Đức Phật dạy chúng ta trên đường tu là phải như vậy. Như vậy thì trong cái thời mà Đức Thế Tôn á, khi mà Ngài còn ngự tại ở thế gian này đó, thì rất nhiều cái giới mà vọng tộc Đế Dương, những cái giới mà trí thức gia nhập về vào trong cái đạo tràng của Đức Thế Tôn để làm một vị sa môn xuất gia, cái phần này là rất là đông. Mà trong những cái vị dương tử xuất gia đó thì một số họ cam phận là an bằng lạc đạo, còn một số thì họ tâm họ sanh ra cái sự hối tiếc, họ mơ tưởng cái vợ đẹp, họ mơ tưởng con sinh, họ mơ tưởng tiền tài, họ mơ tưởng về của cải của thế gian. Vì thế mà tâm của họ không an định. Mà khi mà tâm không an định rồi đó thì không thể nhập vào ở trong cái chân như bản tánh được. Đây là một cái điều rất quan trọng. Quý vị thấy có những người họ tu suốt khoảng đời của họ mà họ chưa bao giờ tâm của họ an tịnh để mà nhập định. Do đó họ vẫn nằm ở trong cái bản tánh của phàm phu. Những người này mặc dầu thân của họ đắp về cái áo cà sa, nhưng mà dục lậu của thế gian vẫn còn chứa nhóm ở trong cái tàng a la giới thức của họ. Vì thế mà hôm nay nương theo cái lời hỏi của Đại Huệ Bồ Tát, Đức Thế Tôn mới giảng bài các pháp vốn không tự tánh, mà nó vốn là hư huyễn, nó giống như một cái dòng lửa, nó giống như là những cái thành của càn thác bà biến hiện ra. Đối với kẻ vô minh thì họ chấp các pháp này đều là thật. Vì thế mà họ vọng chấp và họ ôm cầm cái danh lợi, cái tiền bạc vật chất của cải, và họ cho rằng những cái điều này nó không bao giờ mất. Quý vị thấy có những người họ giàu quá đi ha, rồi họ để tiền của lại họ để cho con cái của họ, thì những người này nói về cái tình thương của phụ mẫu thì họ làm đúng nghĩa, nhưng mà nói về cái sự luân lưu của vũ trụ thì trước sau gì những cái vật chất này nó cũng biến mất hết, tại vì cái đời của họ có phước, họ mới làm ra nhiều cái tiền tài, họ mới làm ra nhiều cái họ tạo ra nhiều cái nhà cửa, họ có danh vọng lớn. Nhưng mà khi mà họ mất rồi á, thì tất cả những điều này nó cũng trở thành vô nghĩa, nó cũng mất theo. Nhưng mà những người này họ thuộc về vô trí, vì thế mà họ khởi cái tâm mưu cầu chiếm đoạt. Nhiều khi trong tay họ vì cái sự mà cạnh tranh chiếm đoạt, trong tay của họ phải đẫm máu để họ giành giật được những cái tài sản vật chất này. Nhưng mà ngược lại những cái bậc mà sa môn là những đệ tử của Phật, những vị này họ đã có trí huệ rồi, họ nương theo cái lời dạy dỗ của Đức Thế Tôn, tâm của họ không còn vướng bận vào cái danh và sắc của các pháp nữa, và họ biết rõ các pháp là do duyên biến hiện mà thành, và khi hơi duyên nó hết thì tất cả đều biến mất hủy diệt. Chẳng hạn như quý vị thấy như Ngài Chuyển Luân Thánh Vương khi Ngài đến thế gian này,
Thì từ cái thành quách, từ cái ngọc nữ, từ cái những cái vị thần mà giữ kho tàng nó đều hiện ra. Nhưng mà khi mà ngài mất rồi đó thì tất cả những cái thành quách này nó sẽ biến mất ngay lập tức. Và trong vòng 7 ngày sau thì ngọc nữ là vợ của vua hay là những cái vị thần mà giữ kho báu cũng biến mất ngay lập tức. Bởi vì cái những cái điều mà nó hiện ra này nó là do công đức của vị chuyển luân thánh vương nó tu nhiều kiếp mà tạo thành. Và những người mà còn ở lại họ không có được một chút gì để mà hưởng. Và những cái vị sa môn trí huệ này họ biết các pháp là hư huyễn hư quá. Và họ còn nhận thức rõ ràng được là mọi cảnh ở thế gian hiện tại đang có ở bây giờ thật sự là không phải là ngoại cảnh ở ngoài tâm, mà là cảnh của bên tâm. Nó chứa đựng trong cái tàn a lại gia thức. Và từ trong cái tàn a lại gia thức này nó biến hiện ra thế gian. Bây giờ thầy lấy một cái thí dụ để quý vị thấy rõ ràng. Thí dụ như là một người mà họ ở cõi phàm phu này, họ là người thế gian, nhưng mà họ dân giữ thập giới, họ tu hành, họ không quỷ phạm cái giới mà họ đã thọ. Thì lúc lâm chung đầu tiên là cái cảnh giới thế gian này nó sẽ biến mất liền. Quý vị lâm chung là quý vị nhắm mắt lại là cảnh thế giới này nó biến mất rồi. Bởi vì cái thế giới này là do cái tập khí nghiệp lực từ cái quá khứ kiếp nó tạo ra. Và bây giờ quý vị lâm chung là cái quá khứ kiếp này nó mất, nó nhường lại cho cảnh tốt đẹp ở thiên cung. Quý vị thấy rõ ràng không? Thành ra người đã tu thập thiện rồi đó thì tự nhiên khi mà họ tắt hơi rồi đó thì cái cảnh thế gian này biến mất. Họ vừa đó là tỉnh lại, cái hương linh của họ tỉnh lại là họ thấy là họ đang nằm ở trong cái thế giới của thiên cung rồi. Bây giờ mình thí dụ nếu như cái tàn a lại gia thức của những vị này mà không giữ lại được những cái điều tu tập thiện này thì người đó sẽ không bao giờ nhập vượt vào ở trong cái cảnh giới của thiên cung hết. Thành ra ngày hôm nay chúng ta sống ở trong một cái thế giới này, chúng ta có cái nhìn của thế giới nó khác biệt nha. Là tại sao? Là chúng ta có những tập khí từ vô thủy kiếp nó chứa trong tàn a lại gia thức nó khác biệt nha. Và bây giờ quý vị dòm ơi, thế gian này có những người rất là giàu mà cũng có những người rất là nghèo, mà có những cái người còn nghèo hơn nghèo nữa, họ sống ở trong cái chỗ mà không nhà không cửa bơ vơ. Đó là do những cái nghiệp lực mà nó tàn chứa ở trong cái tàn a lại gia thức, và ngày hôm nay nó phản chiếu nó biến hiện ra và người đó phải nhìn thấy cái cảnh giới nó như vậy. Như vậy thì một cái người mà thật sự là họ có trí huệ, họ biết cái cảnh giới này là do cái tàn a lại gia thức từ vô thủy nó biến hiện ra thì họ có ưa thích cảnh giới này không? Chắc chắn là họ không rồi. Và tại vì cảnh giới này có thật đâu. Nó giống như là một cái tia mặt trời mà nó chiếu vào trong cái kính rồi nó phản chiếu ra cái ánh sáng mặt trời. Cái người mà khôn á, người ta nhìn cái mặt trời chân thật chứ người ta đâu có nhìn cái sự phản chiếu của mặt trời. Chính vì vậy mà nếu mà không có cái kinh Lăng Già Tâm Ấn này, không có đường chỉ dạy rõ ràng cách cách thức mà quán xét các pháp như quyển như hóa thì chúng sinh không bao giờ an định và nhập định được. Quý vị thấy trên đường tu tại sao Đức Phật dạy một người tu phải xuất gia đầu Phật, phải giữ 250 giới, phải cắt đứt tất cả những ân tình của lục thân phụ mẫu, không còn giữ trong tâm nữa. Đó là để cho cái tâm của người xuất gia đó họ được an tịnh và họ được nhập định, họ không còn bị thế gian pháp chuyển hóa nữa. Mà người tu bây giờ họ không biết điều đó. Họ giàu, họ sắm đủ những cái dụng cụ mà họ họ tu bên ngoài cái hình sắc bên ngoài không à, quý vị thấy tội nghiệp không? À, tối chiều chiều cái 6 giờ cái họ đem kinh mở ra họ tụng một bài tâm kinh, họ tụng một bài kinh gì đó cái họ bắt đầu họ đi ngủ. À, cái đầu hôm khoảng chừng 5 giờ sáng cái họ dậy họ tụng chú Thủ Lăng Nghiêm, cái họ tụng những cái bài kinh cái họ bắt đầu họ đi làm việc, họ coi như công phu rồi đó. Bây giờ quý vị làm như vậy suốt cả một cuộc đời quý vị cũng không thành đạo nữa. Tại vì quý vị tụng danh tướng bên ngoài mà tâm quý vị đâu có phá đâu. Quý vị đâu có quán xét rằng tất cả pháp giới thế gian này là ảo ảnh đâu.
Quý vị miệng thì tụng vậy nhưng mà cái tâm quý vị vẫn còn ưa thích thế gian. Bây giờ cho một vị hòa thượng mà thí dụ tạo chùa đi, chùa những vị Phật mà toàn là giác bằng vàng không á, thì họ 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 sống ở trong cái cảnh đó quen rồi, cái họ thích. Đến một ngày nào đó Đức A Di Đà hiện tới: con ơi, con tu hành thì thầy thấy kết quả con cũng tốt rồi, thôi bây giờ bỏ tất cả nghe, theo ta để trở về cực lạc quá. Thì ông này chắc chắn quỳ xuống: thôi Đức A Di Đà ơi, ngài thương con, cho con được sống sót thêm vài chục năm nữa, nếu con hưởng cái phước cái chùa này nó mới xây lên mà ngài bắt con sớm quá. Đấy là những chúng sinh vô minh, họ chấp cái giả tướng bên ngoài. Mà cái thời này vô minh rất là nhiều quý vị ơi. Bằng chứng là những cái người mà họ tu hành mà họ đạt được cõi cực lạc rồi thì họ vui lắm chứ. Nhưng mà trong cái cuốn Cực Lạc Di Luận Đạo của sư tổ Kim Cang Viên Giác, quý vị thấy sao? Ở trong đó sư tổ đi thăm viếng tới trung phẩm, trung phẩm hình như hạ sanh hay trung sinh hạ sanh gì đó, thì gặp một cái vị cư sĩ tên là Diệu Thùy. Thì vị này coi như là cái bông hoa nó cũng gần, nó gần nở hết rồi. Thì sư tổ sau khi ngài xả định, ngài mới gọi thầy đi gọi vị này tới. Thì thay vì vị này nghe nói rằng mình sắp nhập được cực lạc thế giới thì phải vui mừng chứ, phải không? Nhưng mà này hòa lên khóc: sư tổ ơi, sư tổ ơi, ngài từ bi cứu con với, cháu con nó mới có vài tuổi à, làm ơn cứu cho con sống thêm 20-30 tuổi nữa, đợi con cháu con nó ra đại học rồi bây giờ mà con mới đi. Đó là thầy nói để cho quý vị thấy là cuộc đời nó là như vậy đó. Chúng sinh tu nhưng mà còn vọng chấp hết, vọng chấp về danh tướng, thành ra tu nó bị kẹt như vậy đó. Tu thành đạo cũng thành đạo, tu riết là toàn thành thần, tu riết là thành chư thiên hết. Tại vì có phá tâm đâu mà thành đạo, toàn là làm những cái công đức của hữu vi không à, thành ra rốt cuộc sanh ở trong cái cõi trời lục dục giới không. Như vậy thì quý vị biết rằng cái cảnh giới bên ngoài là sự phản chiếu của tàn a la gia thức. Một người chết đi thì cảnh giới thế gian này liền biến mất, và một cảnh giới khác do cái sự làm thiện tích lũy ở trong cái hiện đời của họ còn nằm ở trong tàn a la gia thức, và từ cái tàn a la gia thức đó biến hiện ra một cái cảnh giới mới. Bây giờ nếu mà hiểu được điều này thì chúng ta có thể du hành qua cái 10 phương thế giới không một chút nhọc sức và không tốn một chút tiền à. Bởi vì thế giới thập phương đó, thế giới thập phương đó là nó không có nằm bên ngoài tâm, mà nó nằm từ ở trong cái tàn a la gia thức của tâm và nó biến hiện ra. Bây giờ thầy lấy một cái thí dụ nữa để cho quý vị hiểu được cái sự biến hiện của tàn a la gia thức. Bây giờ nói về một người sa môn, là một người xuất gia đạo Phật đó. Khi họ tu hành, họ không dân giữ cái thanh quy, cái giới luật. Hằng ngày thì họ nghĩa là phạm giới trai, rồi họ phạm giới sắc. Thì khi họ chết, mặc dầu khi sống họ là cái người mà kêu là được mọi người tôn sùng là bậc lãnh đạo tinh thần, được mọi người tôn sùng là cái bậc mà tu hành chân thật, mặc áo cà sa. Nhưng mà cái sự mà phạm giới của những vị này quý vị đâu có biết đâu, phải không? Nhưng mà trong thế giới vô hình được nhân quả nó biết hết. Vì vậy mà chị này khi mà chết, tức thời cảnh giới địa ngục nó hiện ra. Bởi vì cái tàn a lại gia thức của cái vị này, hằng ngày nó đã chứa đựng những cái điều ác mà vị này đã làm nữa. Wow, quý vị thấy chưa? Cái tàn a lại gia thức nó giống như là một cái máy chụp hình. Quý vị làm cái gì nó chụp lên hết. Tâm quý vị nghĩ ra gì nó chụp sạch hết. Bởi vì cái chỗ này mà người ta mới gọi là thiện ác thần, hoặc là thiện thiện thần, là cái chỗ mà tàn a la gia thức nó biến hiện đó. Thành ra cái người ngu á, họ tưởng rằng họ làm những cái việc mà họ giấu giếm thì không ai biết. Quý vị có thể giấu giếm người phàm phu thế gian, nhưng mà quý vị đâu có thể giấu giếm được cái tàn a la gia thức. Và cái cảnh giới của quý vị đi sau này là do tàn a la gia thức nó biến hiện ra. Thành ra quý vị khôn hay ngu là quý vị phải biết điều này. Quý vị làm những cái gì mà nó đã trái ngược với cái vũ trụ nhân sinh rồi đó, thì chắc chắn là tàn a la gia thức nó chiếu quý vị rồi. Thật ra quý vị đừng nghĩ rằng một cái người mà áo cà sa khi họ chết họ sẽ được lên thiên đàng. Quý vị đừng nghĩ như vậy.
Nếu chẳng may mà họ phạm trai phạm giới đó, thì quý vị nên biết khi họ chết đó, chẳng những cảnh giới thiên đàng không hiện mà vô gián địa ngục nó hiện ra ngay lập tức trước mặt. Cái người tu họ không có lựa chọn giống người thế gian. Người tu chỉ có một con đường là thăng hoa lên niết bàn hoặc là đọa lạc vào địa ngục. Người nào mà khôn á thì giữ giới luật chân chánh, không quỷ phạm cái giới của Đức Phật, không phạm trai phá giới, thì chắc chắn rằng lúc lâm chung sẽ thăng hoa niết bàn. Còn người nào phạm trai phá giới, làm những cái điều mà dâm dục trong chùa mà nghĩ rằng mọi người không thấy đó, những vị này khi mà dứt cái hơi thở sau cùng đó, là sẽ đi xuống vô gián địa ngục ngay lập tức, không có tránh được. Hôm nay thầy nói điều này để cho tất cả những bậc tăng sĩ nào, nếu quý vị vì cái sự vô minh, quý vị vì một cái vấn đề gì ở trong cái cuộc đời này quý vị lỡ phạm sắc giới với bất cứ nam nam nhân hay với bất cứ một người nữ nhân, thầy mong rằng quý vị hãy tự sám hối và tự cởi bỏ cà sa để thoát được cái họa của địa ngục. Còn bằng không, quý vị mặc áo cà sa nhưng mà rồi quý vị nhắm mắt lại, quý vị đi vào trong cái địa ngục vô gián ngay lập tức. Quý vị không thoát được cái tàn a la gia thức, nó đã chụp những cái hình ảnh bất tiện và dơ uế của quý vị đã làm. Thầy mong rằng cái lời này sẽ đến tai những cái người mà đã phá cái giới hạnh của Đức Phật, để họ có thể ăn năn trở lại, để họ không đọa vào trong cái loài súc sinh và địa ngục. Như vậy thì những người mà đầy đủ những cái trí huệ thì cái tâm của họ không còn bám víu vào vật chất thế gian nữa. Họ thường quán và nhận xét cảnh giới thế gian này nó là như huyễn, như hóa, như là giọt sương không có thật. Họ mà quán xét được như vậy thì tâm của họ tự nhiên không đắm nhiễm, và cái sự không đắm nhiễm nó lâu dần nó sẽ không có khởi ra cái sự phân biệt, và sau cùng là họ phá hết tất cả tập khí và tâm hoàn toàn thanh tịnh, vượt ra khỏi cái sinh tử luân hồi. A Di Đà Phật. Bây giờ quý vị thấy trên đường tu thấy sự giải thoát chưa? Thấy rõ ràng chưa? Qua cái phẩm kinh này quý vị thấy rõ ràng cái sự giải thoát rồi đó. Cái sự giải thoát đâu có xa đâu. Quý vị sở dĩ mà còn luân lưu ở trên cái thế gian này là tại vì quý vị chấp pháp và quý vị nghĩ rằng cái những gì ở trên thế gian này nó là thật thực sự, quý vị ôm cầm nó. Chứ ngày hôm nay quý vị biết nó là sự giả dối, quý vị buông nó thì tự nhiên cái tâm của quý vị không còn bám víu nữa. Mà tâm quý vị không còn bám víu nữa thì cái sự còn hay mất của nó quý vị đâu còn cần phải phân biệt nữa chi, phải không? Mà hễ cái tâm phân biệt quý vị hết rồi thì cái tâm thanh tịnh nó hiện tiền, nó dễ dàng. Tâm thanh tịnh hiện tiền tức là đạo quả của quý vị chứng đó. Như vậy quý vị thấy cái sự chứng đạo nhanh không? Rất là nhanh. Bây giờ thầy đi vào trong cái phần kinh văn kế tiếp. Đại huệ, những vị đại bồ tát ấy không lâu sẽ xem bình đẳng giữa sinh tử và niết bàn, được hạnh đại bi phương tiện không cần dụng công, quán xét chúng sinh như quyển, như hóa, như hình ảnh, theo duyên mà sanh, biết ngoài tâm không có cảnh giới. Các vị ấy thực hành đạo vô tướng, dần tiến lên các địa an trú trong chánh định, hiểu rõ ba cõi là do tâm phát sinh, chứng được định như quyển, tuyệt dứt tất cả những ảnh tưởng thành tựu, trí huệ được hiện tiền, chứng vô sanh pháp nhận, nhập định kim cang, sẽ được thành Phật thân. A Di Đà Phật. Quý vị thấy câu kinh nó chỉ rõ ràng. Sở dĩ ngày hôm nay chúng ta mà không thành đạo là tại chúng ta chấp cảnh giới nhiều quá. Chúng ta tu trong cái danh ngôn sắc tướng nhiều quá. Hãy ngồi lại nhìn và quán xét trong tâm, coi tâm mình nó còn ưa thích cảnh giới nào, hãy tìm cách mà ly nó. Từ từ cái tâm mình nó ly được rồi thì sự thanh tịnh nó hiện tiền, thì cái đạo quả nó sẽ tới. Bây giờ thầy giảng. Từ xưa đến nay thì hầu như là trong cái đường tu, những cái bậc tôn đức nào cũng nghĩ rằng tu như thế nào để mà được đắc đạo, làm sao mà tu để đắc được cái vô sanh pháp nhận, làm sao mà tu dứt được vọng tưởng để chứng được tiêu dứt, làm sao mà đạt tam muội và đạt được Phật thân.
Thì hôm nay ở trong cái kinh văn này, Đức Thế Tôn Ngài đã chuyển pháp vô tướng, Ngài đã chỉ bài cho Đại Huệ Bồ Tát và tất cả tứ chúng một cách rất là rõ ràng. Xin đại chúng nương theo cái phần thầy trình bày này. Người muốn tu mà đắc được cái vô sanh pháp nhận, muốn chứng được nhất thiết chủng trí Như Lai, một, không bám víu vào các pháp sinh diệt của thế gian. Các pháp sinh diệt của thế gian giống như là sao? Tài lợi, tiền của, nhà cửa, vợ đẹp, con sinh, tất cả những pháp đó đều là pháp sinh diệt hết. Nó có và nó sẽ mất. Thứ hai là thường quán sát cảnh thế gian và mọi vật như quỷ như quá, không sanh tâm ưa thích và bị vướng mắc. Thứ ba, khi tâm không còn duyên theo ngoại cảnh thì trí bình đẳng của quý vị tự động phát sinh. Và bây giờ thì quý vị xem cái sự sinh tử và niết bàn nó như một. Quý vị thấy là những người mà tâm phân biệt còn đó, thì họ phân biệt cái sanh tử và niết bàn. Nhưng mà cái tâm mà đã thanh tịnh rồi đó thì sinh tử và niết bàn nó không phải là, nó không phải là hai mà nó cũng là một. Là tại vì đối với chúng sinh mà còn luân lưu trên cái biển khổ luân hồi đó thì họ mới dùng cái chữ là có sinh tử, có niết bàn. Đối với những bậc mà đã thanh tịnh tâm rồi thì sinh tử niết bàn nó không, đâu có giá trị gì nữa, phải không? Tại vì người đó đã hoàn toàn thanh tịnh, họ đâu còn một cái niệm nào để họ thấy rằng đó là con đường sinh tử mà đó là con đường niết bàn đâu. Quý vị thấy rõ không? Chính vì mà họ không có thấy rõ, họ không có thấy có sinh tử và có niết bàn, do đó họ mới có sự bình đẳng hoàn toàn. Và khi họ được cái tâm này thì cái tâm của họ không có sợ sinh tử và tâm của họ không ưa thích niết bàn. Trong cái thời mà pháp này quý vị thấy tâm chúng sinh sao? Tu thì không tu nhưng mà rất là thích cõi cực lạc. Nhiều khi niệm Phật đâu có chừng vài tiếng mà muốn giảng sinh về cõi cực lạc. Rồi bây giờ giảng sinh về cõi cực lạc còn chưa nữa, phân biệt tâm còn khởi nữa, trung phẩm thấp lắm. Bây giờ phải lên tới thượng phẩm ha. Thượng phẩm mà lên tới hạ cũng nói, chưa được đâu, hạ thấp lắm, phải lên tới thượng phẩm. Họ nói thì rất hay nhưng mà tâm họ, cái làm của họ thì không hay. Những cái bậc mà thượng phẩm là phải xuất gia đầu Phật, phải trường trai giữ giới, phải phổ độ chúng sinh. Thành ra nhiều khi mình ước muốn mà ước muốn ngoài cái bản tâm của mình, ước muốn phải làm được. Và cái đường tu không phải là sự ước muốn mà là sự hành động tu thật của mình. Bây giờ quý vị có ước muốn cách mấy đi nữa thì quý vị cũng sẽ là người phàm. Mà quý vị không ước muốn mà quý vị tu hành chân thật thì quý vị sẽ là bậc thánh. Và một cái điều rất là kỳ diệu là khi tâm bình đẳng mà xuất hiện thì tất cả những cái trí huệ, phương tiện, thiện xảo nó cũng xuất hiện theo. Thì bây giờ cái tâm đại từ, đại bi, thương xót chúng sinh nó tự nhiên nó phát hiện ra. Thành ra quý vị thấy những người mà họ đã đạt đến cái chỗ mà bình đẳng tánh trí rồi đó thì tự nhiên cái tâm của họ rất là yêu thương chúng sinh. Họ thương xót chúng sinh lắm. Là tại vì sao? Tại vì họ thấy chúng sinh là cái hình ảnh của họ trong thời gian họ là chúng sinh. Và họ thấy chúng sinh là hình ảnh của tâm của họ thời gian vẫn còn vướng mắc trong cái cảnh giới danh sắc của thế gian. Hình ảnh của chúng sinh ngày hôm nay chúng ta thấy là hình ảnh của chính chúng ta ở trong tàn a la gia thức vậy. Và bây giờ thấy cái người này họ chỉ tùy duyên để phổ độ chúng sinh thôi. Mọi việc làm là Phật sự, họ không còn cần phải dụng công tu thiền hay là tu các tâm muội khác. Đây là những cái bậc mà họ đắc về cái Bát Địa Bồ Tát rồi. Những bậc này là họ chứng cái vô sinh pháp nhẫn rồi. Họ đắc được bình đẳng tánh trí rồi. Vì vậy mà họ không còn ngồi thiền giống như chúng sinh nữa. Chẳng hạn như mình mới vô đạo mình phải ngồi thiền để mình diệt đi cái tâm này. Nhưng mà những người mà họ đã đầy đủ cái thiện duyên rồi, giờ họ chỉ dùng thuyết pháp họ độ sinh, họ đâu cần phải mà ngồi thiền nữa. Là tại vì họ đã đi qua con đường thiền định rồi. Họ đã chứng được cái gì? Cái minh tâm kiến thành rồi. Thành ra bây giờ cái điều mà họ làm là chỉ giảng pháp độ chúng sinh thôi.
Ta nói đúng hơn, họ là những cái bậc mà từ bát địa trở lên rồi, họ không cần phải dụng công ngồi thiền nữa. Mỗi điều của họ làm đều là cái công phu để mà đưa họ về cái Phật quả, để mà chứng được cái nhất thiết tụng trí Như Lai. Những người này họ độ sanh mà họ không thấy có chúng sinh để độ. Bởi vì các vị này họ biết rằng cái cảnh giới bên ngoài là do tự tâm biến hiện ra. Bây giờ một cái, quý vị thử tưởng tượng cái cảnh giới bên ngoài, từ chúng sinh, từ vật chất gì cũng do tâm mình biến hiện hết á. Mà bây giờ mình độ rồi, cái tự nhiên mình khen nó, à tôi độ được người đó. Quý vị nói như vậy phải chăng là quý vị là người vô trí? Đây là cảnh giới từ tâm ra tâm của mình. Mình độ chúng sinh là mình thâu nhập nó trở lên vô để mình trở về sự an tịnh của bản tâm. Quý vị thấy rõ không? Bởi vậy quý vị học về cái kinh Lăng Già là một cái quyển kinh nó quá cao. Nhưng mà mai cho quý vị học cái kinh này, quý vị mới có thể đủ cái tư cách mà đi vào trong cái vô sinh pháp nhận. Còn bằng không quý vị đi hình tướng, quý vị rơi rớt hết, không còn à, không còn ai ở đây nữa. Quý vị rơi rớt, quý vị sẽ đọa lạc ở trong những cái chỗ nó rất là tối tăm. Kiếp này không giữ cái tam quy ngũ giới thì vào trong cái lò súc sinh, rồi cái lò ngạ quỷ. Giữ tam quy ngũ giới mà không đầy đủ cái Bồ Tát hạnh, không bố thí, không từ bi thương xót chúng sinh, thì sanh trở lại cũng sinh vào trong cái gia đình nghèo, sanh trở lại cũng sinh vào trong cái biên địa của châu Phi, châu Nam Phi, Trung Phi. Thành ra bây giờ hình tượng ở trên thế gian này là do trong cái hạnh nghiệp mà nó biến hiện trong tàn lại như thức quý vị. Thành ra quý vị phải nương theo đó, quý vị làm những việc mà quý vị thấy cần nên làm. Thành ra thế giới thập phương này quý vị muốn đi chỗ nào cũng được hết á, không có chỗ nào cản quý vị được hết á. Quý vị đã hiểu được cái bản tâm này là nó tạo thành một cái thế giới, thì từ bản tâm này quý vị đưa nó vào ở trong một cái thế giới nào mà quý vị ưa thích đều đạt được nguyện vọng thành tựu. Và ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới cũng từ cái sự biến hiện này nó hiện ra. Vì thế mà những cái gì mà xuất gia đầu Phật họ không còn khởi tâm phân biệt nữa. Họ tu ở trong vô tướng tam muội và họ an trú trong như nguyện tam muội. Các sự phiền não từ ba cõi làm sao xuyến và chấn động họ lần lần diệt mất. Và họ tiến dần lên là họ chứng được hoàn toàn tâm vô sinh, nhập được vào ở trong Lăng Nghiêm đại định, nhập được vào trong Kim Cang đại định, và sau cùng là đắc được thành Phật thân. À, như là Phật thấy rõ ra. À, kinh hôm nay quý vị thấy kinh Lăng Già dạy rõ ràng, dạy rất rõ ràng. Không có mù mờ. Thầy nói rằng ở trong cái sự giải thoát không có mù mờ. Nếu mà mù mờ thì thầy cũng bỏ đạo, thầy cũng không tu nữa. Tại vì thầy là người đi tìm sự giải thoát. Mà sự giải thoát mù mờ thì chắc chắn là người tu không thành đạo. Do đó nó không mù mờ. Nó là một cái chân lý chân thật. Nó là một cái chân lý dư dư, bất biến. Bây giờ nói về kinh văn kế tiếp. Những gì ấy sẽ thường trú trong như như và khởi được các thần thông. Trang sức của họ bằng sự tự tại, bằng sự trí huệ, bằng cái sự phương tiện. Và họ dạo chơi khắp các cảnh Phật, xa lìa các ngoại đạo. Tâm và ý thức của họ lần lần chuyển y mà thành tựu thân của Như Lai. Này Đại Huệ, các vị Đại Bồ Tát muốn được thân Phật thì phải xa lìa ngũ uẩn, ngũ giới. Vì đây là pháp do nhân duyên sanh, xa lìa các pháp sanh trú diệt phân biệt hí luận. Chỉ chú tâm quán xét ba cõi là do tạp khí hư vọng từ vô thủy khởi lên. Tư duy Phật địa vốn là vô tướng, vốn là vô sinh, là thắng pháp tự chứng. Như thế thì lần lần tâm sẽ được tự tại, sẽ được hạnh thông, không cần dụng công như Ngọc Mani tự nó hiện đủ các hình sắc. Đạt được lý duy tâm, từng tự nhập vào các địa. Bởi thế này Đại Huệ Bồ Tát, các bậc Đại Bồ Tát nên siêng tu học chân lý tự chứng này. Như Đà Phật, quý vị thấy nguyên một câu văn hay ghê không? Vậy mà ngày hôm nay người ta bỏ hết, người ta không có dùng phương pháp này để người ta đi vào trong cái bản tâm vô sinh pháp nhận, mà người ta tu toàn là danh ngôn sắc tướng. Cho một cái người đó ngồi gõ mõ tụng kinh suốt một đời họ, quý vị lại xin lỗi,
Quý vị chỉ dẫm lên cái bước chân của họ thôi là họ sam sân si nổi lên liền. Là tại sao? Là tại vì họ có việc trong bản tâm đâu mà họ mất được cái tham sân si. Họ niệm niệm Phật thì họ niệm ở ngoài miệng á. Họ có niệm trong tâm đâu mà nó diệt được cái trong tâm, diệt được những cái chủng tử ác trong tâm. Họ tụng kinh đó thì họ họ học luyện, học lái để tụng cho nó hay. Để chi? Để có người họ thích rồi họ đến họ quy y với mình. Mà những người mà đến quy y, những người mà họ niệm tụng mà hay đó thì thấy những người này thật là vô trí. Vô trí. Bởi vì đối với thầy thì dòm những cái người mà họ đọc tụng hay họ là phàm phu chứ không là cái gì hết. Giống như con cát kêu ba ba má má nhưng mà hỏi ba ba má má là gì thì nó không giảng thiết được. Hôm nay thầy giảng kinh Lăng Già, bởi vì kinh này là cái kinh mà phá tất cả những danh tướng để vào trong tự tâm. Thành ra thầy phải nói những cái điều chân thật. Như vậy trong cái phần kinh văn này thì Đức Phật Ngài đã chỉ dạy cách thức khởi được các thứ thần thông. Có thể du hành dạo chơi các cõi Phật, xa rời ngoại đạo, tâm ý lần lần đạt được thanh tịnh và chứng được cái thân Như Lai. Qua đoạn kinh này thì quý vị thấy rõ ràng là quý vị muốn dạo, muốn có thần thông, muốn dạo chơi các cõi Phật thì quý vị sao? Quý vị phải quán các pháp như quyển như quá, để cho tâm quý vị không vướng mắt. Tâm quý vị không vướng mắt thì tự nhiên nó an tịnh. Mà khi mà nó an tịnh rồi thì tự nhiên nó đạt đến cái cảnh là như như. Khi mà nó đạt đến cảnh như như rồi, từ trong cái cảnh này đó quý vị khởi thần thông thì thần thông nó phát. Chứ bây giờ quý vị chưa đạt đến cảnh như như này, xin lỗi, quý vị ngồi đây quý vị có tụng chú tụng mà suốt kiếp đời quý vị nó cũng không có thần thông. Quý vị thấy ngày hôm nay thế giới họ mê thần thông đến đổi mà họ đi học mật tông, họ học đủ thứ hết á. Nhưng mà ai làm được thần thông? Cũng đâu có ai làm được đâu. Phải không? Suốt cuộc đời họ chạy rong chạy đuổi rồi rốt cuộc rồi họ trở lại phàm phu mà họ cũng không có có trở thành bậc thánh. Rồi họ lại bị cái gì? Bị thời gian rồi chôn vùi thân xác họ trở về cát bụi. Họ vẫn đi theo con đường sanh tử luân hồi. Tại vì muốn quý vị muốn khởi thần thông là quý vị tâm phải an tịnh và như như. Có vậy thôi. Đó là căn bản đầu tiên. Chứ không có dùng mật chú, dùng thần chú gì mà tạo thần thông được hết. Nếu mà ngày hôm nay thần thông nó vĩ đại thì thật sự là những cái gì mà mật tông sư là ngày hôm nay được mọi người tôn kính vô cùng. Nhưng mà quý vị thấy mấy vị đó làm được cái gì không? Đâu có làm được gì đó. Đây là cái điều mà thầy thấy rõ ràng, Đức Phật Ngài dạy rất là rõ. Ngài nói muốn giới được thần thông thì phải chứng được cái các pháp như quyển như quá, phải chứng được tam muội như như thì mới khởi thần thông. Còn quý vị còn đủ cái ngũ dục của thế gian, nào là chuyện vợ con, nào là chuyện đủ thứ chuyện hết, thì quý vị sẽ không chứng được một thông. Và một cái điều nữa là rất tiếc cho những người nào mà họ phạm cái nữ sắc, họ phạm nam sắc, thì những người này chắc chắn không bao giờ có thần thông. Tại sao? Là tại vì cái cảnh như như này quý vị muốn nhập định thì cái tâm quý vị phải thật sự thanh tịnh. Một cái hình ảnh mà dơ uế bất tịnh nó đã được ghi trong tàng ở lại gia thức rồi, thì bây giờ khi mà quý vị cận định sắp nhập được vào trong cái cảnh hư hư tâm muội thì bây giờ cái cảnh nhơ uế này hiện ra, nó làm cho tâm quý vị mắc cỡ rồi tâm quý vị nó quay trở lại, trở về phàm phu. Thành ra những cái gì người mà đã xuất gia đầu Phật mà phạm giới thể rồi đó thì họ chỉ là những cái cây cây sa la đã bị chặt đứt gốc rễ rồi. Họ chỉ chờ ngày mà họ chết mà thôi. Chứ họ không làm được gì nữa hết. Và khi họ chết mà cũng chưa được an nữa. Quý vị biết tại sao không? Là tại vì họ đã phá phép Phật. Họ đã mặc áo cà sa lừa dối chúng sinh. Họ đi vào ở trong cái địa ngục vô gián, vô lượng, vô số kiếp. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là khi tâm mà đã hiểu được các pháp rồi đó, thì những giả tướng do tập khí từ vô thủy chứa trong tàng lại ra thức đó, bây giờ nó mới có thể buông bỏ được. Bây giờ thì tâm nó biết rằng đây là giả cảnh, nó không có còn đắm chấp nữa. Mà khi mà nó đã buông bỏ rồi đó thì bây giờ cái tâm của mình sở dĩ nó khởi lên vọng tưởng là sao?
Là tại vì nó nương theo cái mắt tai mũi lưỡi thân vị. Mà bây giờ mắt tai mũi lưỡi thân vị nó nhìn cái cảnh đó, nó biết cảnh đó không thật, nó biết cái cảnh đó là sự chiếu diện từ cái bản tâm của nó đưa ra. Như vậy mà nó còn ôm cái chấp cái tâm đó, phải nó là người ngu không? Do đó nó rời bỏ cái đó. Khi mà bản tâm quý vị hiểu được điều này, tự nhiên nó rời bỏ, nó không có muốn nữa. Cũng như cái vấn đề bây giờ thầy trình bày lại, chẳng hạn như quý vị niệm Phật, quý vị niệm mãi cho đến một giai đoạn quý vị được nhất tâm bất loạn. Rồi khi mà được nhất tâm bất loạn rồi đó, bây giờ nếu mà có người chỉ dạy thì quý vị mới bỏ được cái nhất tâm bất loạn, quý vị mới vào được cái, trong cái chỗ mà vô sở niệm. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà quý vị không có người chỉ dạy thì quý vị lần lần quý vị cũng đắc được vô sở niệm. Là tại vì sao? Tại vì tâm mình bây giờ nó quá thanh tịnh rồi. Một cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà nó lặp đi lặp lại hoài như vậy đó, làm cho tâm mình nó không có đồng ý. Để nó nói rằng cái tâm mà còn niệm như vậy thì tự nhiên nó còn không thanh tịnh, thành ra nó tìm cách nó ly. À, nó tìm cách nó ly cái chữ niệm Phật này. Mà cái chữ niệm Phật này ly rồi đó thì quý vị vào ở trong cái vô sở niệm. Quý vị thấy không? Thành ra trên đường tu á, đầu tiên là mình cần thầy. Nhưng mà mình tu một thời gian nữa, tự nhiên trong cái tâm mình trí huệ nó phát ra, mình biết cách mà mình sử dụng cái tâm của mình. Ngày hôm nay quý vị thấy những việc bậc giảng sư mà giảng pháp ít là tại sao? Là tại vì họ tu đâu mà họ phát được trí huệ mà họ giảng được những cái từ trong tâm mà giảng ra. Quý vị thấy ngày hôm nay những bậc giảng sư họ giảng toàn là pháp thế gian mà. Họ giảng những cái điều mà kêu là nó rất là mơ hồ. Chẳng hạn như nói chuyện với tuổi 20 ha, hay là nói chuyện một đời ta như thế nào. Mấy cái chuyện đó đâu phải là chuyện của cái tu đâu. Hay là nói chuyện với tuổi thanh xuân làm cho cái cuộc đời thanh xuân nó tốt đẹp. Mấy cái này là cái thế gian pháp, mấy cái này không cần tu cũng nói được nữa. Cái cần mà nói cho chúng sinh hiểu bây giờ là làm sao giải thoát. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải nói. Chứ còn nói mấy chuyện mà thế gian pháp thì thật sự ra khỏi cần phải làm thầy tu cũng nói được. Mấy nhà viết tiểu thuyết, xin lỗi, nếu mà họ nói họ còn nói hay hơn mình nữa. Nhưng mà những người viết tiểu thuyết quý vị thấy không? Họ nói cái gì thế gian pháp rất hay, nhưng mà họ nói về đường tu họ không nói được. À, cái chỗ này. Tại họ có tu đâu, họ có chứng qua đâu mà họ biết. Thành ra trong cái đạo tràng Đức Phật á, thời bây giờ mà trong cái thời mà phàm mà đàm luận pháp á, rất nhiều vị A La Hán và Tỳ Kheo mà tăng á, ngồi chung nha. Khi Đức Phật nói về pháp á, thôi ông nào cũng lấy sổ qua, rồi sổ ông nào cũng giỏi hết á, ông nào nói cũng hay hết á. Nhưng mà Đức Phật hỏi như vậy thì một vị A La Hán chứng thì bản tâm như thế nào? Nguyên một cái lúc đó im rơ sạch hết, có biết đâu mà nói. Có biết đâu mà nói. Thì bây giờ thời nay cũng vậy đó. Nói chuyện thế gian pháp thì vị nào cũng hay hết đó. Mà nói chuyện từ bản tâm tu đạt tu chứng thì không ai nói hết đó. Có tu đâu mà nói. Bây giờ thầy kế tiếp. Bây giờ thì trong cảnh như dư này, tâm không còn vướng mắc nữa, cho nên tất cả những vọng tưởng nó đều tiêu tan. Thì bây giờ trong cái cảnh như dư này, cái người sa môn đó muốn khởi ra thị hiện thần thông, thì bây giờ thần thông thành tựu. À, quý vị thấy thần thông giờ quý vị biết cách luyện chưa? Tất nhiên là đầu tiên là phải coi các pháp ở thế gian này nó như quyển như quá, không để vướng mắc nữa. Khi mà tâm không vướng mắc nữa thì tâm nó được an tịnh. Khi mà an tịnh rồi thì nó sẽ nhập định. Nó nhập định nó sẽ khởi vào trong cái cảnh như dư. Trong cái cảnh này thì còn quý vị nhìn, quý vị sẽ thấy không còn một cái vật gì mà nó khởi trong tâm hết. Bây giờ thì quý vị bắt đầu khởi thần thông. Chẳng hạn như quý vị muốn khởi một cái cảnh giới nào đó thì quý vị sẽ thấy ngay. Chẳng hạn như bây giờ thí dụ thôi nha. Thí dụ bây giờ đang tu về tự nhiên cái tâm nó vào nhập định được vào trong cái cảnh như dư. Bây giờ mình quan sát, mình coi không biết Tịnh Bạch Vân ở bên Hà Lan đang làm gì, phải không? Thì quý vị mới vừa khởi tâm Tịnh Bạch Vân bên Hà Lan đang làm gì thì bây giờ cái hình ảnh của Tịnh Bạch Vân hiện lên ngay lập tức. Đó, quý vị thấy không? Nó là như vậy. Hay là quý vị nói bây giờ hồi đó Đức Phật nói mình
cái thân của mình có thể bay bổng được, mà tại sao đó giờ không ai bay bay bổng được? Thì bây giờ trong cảnh như như quý vị nghĩ rằng cái thân quý vị nhẹ và bay, thì quý vị sẽ thấy rằng tự nhiên sao mình rời khỏi mặt đất, mình bay lên và mở mắt ra quý vị lại hết hồn, là tại vì thân nó bay thiệt. Bởi vì đó trong cái cảnh như như nó sẽ biến hiện thần thông như vậy đó. Thành ra ngày hôm nay thầy mong quý vị đừng có tụng chú tụng gì hết đó. Tại vì mấy cái thần chú nó không làm cho quý vị thần thông, mà quý vị tu chân thật nó có thần thông. Phải vào ở trong cái như quyển ma đề tam muội thì quý vị mới thành được thần thông. Bây giờ thầy chắc cho quý vị tụng mật chú cho cái suốt cuộc đời quý vị, cho tóc quý vị từ đen tới bạc, rồi từ bạc tới trọc hết rụng hết đi nữa, quý vị cũng không có thành công. Thành ra những người mà ngồi niệm chú mà làm như có thần thông rồi, mấy người này mấy người kia là mấy người nói dốc nói dối, mấy người gạt đời. Quý vị hãy làm giống như Kinh Lăng Già dạy là quý vị có thần thông, có ngay lập tức. Người mà muốn tu thần thông thì phải đạt được cảnh giới như như này, nương theo tâm như như mà khởi thần thông và khởi du hí thần thông thì mới dạo chơi các cõi Phật được. Giống như trong cái cuốn mà Cực Lạc Di Luận Đạo, quý vị thấy Tổ sư Thanh Tịnh Hải Tạng, ngài đã dùng cái du hí thần thông, ngài đi dạo chơi trong các cõi trời và ngài đi đến cái cõi Cực Lạc Quốc. Quý vị nào đã đọc cái cuốn Cực Lạc Di Luận Đạo quý vị thấy. Thì bây giờ trong cái phần mà Cực Lạc Di Luận Quốc, sư tổ ngài đã diễn tả cái cách thức để đi vào thế giới này như thế nào. Ngài diễn tả như vậy: bần ni quay về hướng tây, ngồi kiết già, vận chuyển cơ thể và hít thở chuyển luân chân khí cho đầy đủ trong thân. Bần ni bây giờ bắt đầu nhiếp niệm, loại trừ mọi vọng tưởng, dần dần tâm được trong sạch, lắng trong tinh khiết. Bần ni bấy giờ nhập vào du hí thần thông để thăm viếng các cảnh giới mười phương. Thì như vậy thì quý vị thấy rõ ràng qua lời tự thuật này, thì quý vị thấy rõ ràng là sư tổ Thanh Tịnh Hải Tạng ngài đã làm đúng những điều mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Lăng Già Tam Ấn. Quý vị thấy rõ chưa? Đó. Trong cái cảnh như như này ngài mới khởi được cái thần thông du hí. Còn nếu mà ngài còn vướng mắc một cái gì, ngài không khởi được. Ngày hôm nay thì trên thế gian này thật sự ra ai cũng muốn thị hiện thần thông hết, qua các kinh chú của Phạm Thiên, qua các mật chú. Nhưng mà ai đã thể hiện được những cái điều này? Bởi vì họ tu ở trong cái gì? Họ tu ở trong cái tham vọng, họ tu ở trong cái bản ngã. Tại vì họ muốn có thần thông để họ họ thị uy cho trời đại chúng biết rằng tôi tu đắc thần thông. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng đắc thần thông là bản ngã, nó phải vào trong cái chỗ mà hư không như như của tâm. Còn như đắc thần thông giống như đề bà đặt ra chỉ là một cái đắc thần thông của ngũ thông của ngoại đạo mà thôi. Mà đắc thần thông ngũ thông của ngoại đạo thì trước sau gì nó đưa quý vị vào trong cái cảnh địa ngục. Tại sao? Là tại vì thần thông của ngoại đạo là thần thông tu ở trong cái bản ngã. Mà trong bản ngã thì nó dễ đưa quý vị vào trong cái chỗ mà vô gián địa ngục. Và ngày hôm nay là hình ảnh của ngài Đề Bà Đạt Đa. Nếu mà quý vị được du hóa trong cái du hí thần thông xuống cái vô gián địa ngục thì thấy ông Đề Bà Đạt Đa còn nằm dưới. Giờ này ông còn nằm dưới. Đó là một cái người đã có ngũ thông, đã sử dụng thần thông giống như Đức Phật. Nhưng mà chính vì cái bản ngã này muốn tóm đi giáo đoàn của Đức Phật, muốn hơn Đức Phật, muốn hại Đức Phật để mình lên làm giáo chủ, do đó phạm vào những cái điều vô gián địa ngục. Những chúng sinh nào mà quý phạm những bậc thánh, làm cho thân của Phật, làm cho thân của A-la-hán chảy máu, những chúng sinh này nằm ở trong cái tội vô gián địa ngục. Hôm nay Đề Bà Đạt Đa vẫn còn nằm dưới, nên nhớ điều này. Bây giờ cách Phật đã 2.700 năm rồi, nhưng mà Đề Đà Đạt Ma còn vô lượng vô số kiếp nằm dưới. Qua vô lượng vô số kiếp đó mới bắt đầu chuyển luân trở lại trên thế gian này, và từ từ mới tu học lại và mới thành Phật giống như là Đức Phật đã thọ ký. Và trong cái đoạn kinh này thì Đức Phật cũng đã dạy ngài Đại Huệ Bồ Tát muốn chuyển cái thân phàm này
lên thân Phật thì phải xa lìa ngũ uẩn, xa lìa ngũ giới. Nói cho đủ cái chữ mà ngũ giới đó là nó là thuộc về ngũ uẩn, tức là sắc thọ tưởng hành thức. Quý vị thấy ngày nay tại sao mà người tu mà họ không có thành đạo là tại vì họ tu miệng không à? Ngày hôm nay họ đọc tâm kinh, họ đọc đầy đủ hết, nhưng mà rồi sao họ không thực hành. Họ đọc để mà nhớ kinh để họ tụng thôi à, chứ họ không bao giờ họ thực hành hết à. Trong cái kinh tâm kinh Đức Phật, Đức Quán Thế Âm ngài dạy rõ ràng. Đây là ngài dạy trong tâm kinh nè. Quán tự tại Bồ Tát, tức là ngài Quán Thế Âm dạy nè. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Quý vị thấy rõ ràng không? Trong kinh dạy tu chứ đâu phải trong kinh dạy cho quý vị tụng như con cát đâu. Quý vị đâu chịu hành đâu. Chư Tăng bây giờ thì tụng giống như con cát vậy. Tụng rồi coi đó là công phu. Thành ra tu suốt đời cũng thành đạo. Trong đây Đức Quán Thế Âm dạy rõ ràng, hãy làm sao quán tâm để ngũ uẩn của mình nó trở về giai không, có nghĩa là sắc thọ tưởng của mình nó trở về giai không, thì vượt qua bắt phong khổ nó khô ách liền. Nó kinh dạy rõ ràng mình cũng tu, cứ lấy cái này mà tụng suốt ngày suốt đêm, tụng đến mà tóc từ bạc, từ tóc đen vậy mà trở thành bạc, rồi bạc rụng xuống cũng làm phàm phu. Tại có thực hành đâu. Kinh là để mình hiểu để thực hành, chứ không phải kinh là để tụng để làm công phu. Quý vị ngày hôm nay nên nhớ điều này. Bây giờ thì minh sư quá ít đi, cho nên người tu đi ở trên cái danh tướng thì nó quá nhiều. Do đó mình đặt câu hỏi thời này làm sao thành đạo được là đúng. Thời này kêu là kiến danh khiêm cố, có nghĩa là kiến danh có nghĩa là người ta thực hành trên cái danh không à, chứ người ta không có thực hành trên cái đường tu. Kiến danh kiên cố, đấu tranh kiên cố thì làm sao thành đạo được. Mà người mà giảng giống như sư chưa chắc à, người mà giảng giống như thầy bây giờ mai mốt rồi nó phu nó phỉ báng, nó nói rằng thầy dạy ngoại đạo à nha, thì nó là vậy chứ sao. Thời Đức Phật, thời mà Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ qua bên Trung Quốc cũng vậy, từ Bồ Đề Rũ Chi cho đến mấy ông thầy ở bên Trung Hoa đều nói rằng Bồ Đề Đạt Ma dạy ngoại đạo không à, tại vì mấy ông tu trong danh tướng không à, mấy ông có thấy nói gì trong tâm đâu. Rồi ngày hôm nay thầy nói về trong tâm mà thầy không nói về danh tướng, thì mai mốt mấy ông danh tướng nói ông đại sư đó ông tu ngoại đạo, thì nói vậy thôi. Nhưng mà thầy ngoại đạo nhưng mà thầy nhập niết bàn, còn mấy ông tu đó họ tu chân chánh mà họ đi vào cái địa ngục. Chúng sinh là như vậy. Do đó thầy mong rằng những người có trí phải quán xét cái tâm của mình để mình làm được cái sự lợi ích cho chúng sinh ở trên thế gian này. Ngày hôm nay không phải là thời của Đức Phật, ngày hôm nay là ngày của thiên ma ngoại đạo, nó mặc áo cà sa. Thầy nói câu đó thôi, tự quý vị phải biết. Và Đức Phật cũng dạy rằng khi mà quý vị phá được cái ngũ uẩn rồi đó, thì quý vị phải sao? Phải xa rời những cái sự mà phân biệt và hỷ lụy. Thường thường cái người tu á, họ học chưa rành nó giống như người mà học võ đó, học mà chưa lên tới những cái bậc cao đó thích đánh lộn đó, đánh lộn để thử võ mình. Người tu cũng vậy, mới học có đôi chút cái là đem cái pháp ra để mà thí với nhau. Pháp học để tu chứ pháp học không phải là để thí với nhau. Cái gì nên nhớ đó. Thành ra những người nào mà họ nói rằng ông tu lâu quá rồi phải không, bây giờ tôi bắt đầu tôi muốn thí pháp với ông, quý vị chỉ vô mặt mấy người đó. Pháp để tu chứ không pháp để thí. Tôi học pháp tôi để tu chứ tôi không phải học pháp để mà hí luận như quý vị. Quý vị muốn hí luận thì quý vị có thể đi đến những cái đạo tràng nào nó cần sự hí luận, mặc sức quý vị hí luận. Còn cái đạo tràng của tôi là tụng, hiểu và tu, có vậy thôi. Như vậy thì những người sa môn mà họ tu hành chân chánh đó, thì họ đã nhận biết ba cõi là do cái tập khí từ vô thủy, từ ở trong tạng thức sinh ra. Vì vậy mà họ tu hành trong vô tướng, họ xa rời được cái danh sắc, họ xa rời được những ngoại cảnh. Lâu dần thì cái tâm phân biệt họ không khởi nữa.
Quý vị thấy trong cái thời buổi này thật sự ra tu tu về danh tướng nhiều lắm. Quý vị nên nhớ rằng cái gì làm cho quý vị bị luân hồi? Phải chăng cái tâm tham sân và si quý vị, phải không? Mà tâm tham sân si nó đâu có nằm ở trong cái miệng đâu. Nó đâu có nằm ở trong con mắt đâu. Nó cũng đâu có nằm trong lỗ tai đâu, mà nó nằm ở trong cái bản tâm. Hay nói đúng hơn, nó nằm ở trong cái tàn a lại gia thức á. Mà bây giờ muốn tiêu diệt nó thì phải tiêu diệt cái tàn a lại gia thức. Do đó quý vị thấy rằng Đức Phật dạy mình tu như thế nào? Mình phải phá từ cái sắc tướng, rồi phá tới thọ tướng, rồi phá tới tưởng, rồi phá tới ý, rồi phá tới hành, rồi phá tới tới tàn a lại gia thức. Và làm sao biến cái tàn a lại gia thức trở thành đại viên cảnh trí, quý vị thấy không? Đó, mình tu là như vậy chứ không phải tu miệng. Đúng rồi, chứ quý vị mà đọc tụng a vài cuốn kinh mà muốn mong mà giải thoát, làm sao giải thoát được? Mà trong kinh quý vị đọc kỹ lại đi, quý vị sẽ thấy rằng trong kinh dạy quý vị tu không, dạy quý vị phương pháp tu mà quý vị là chấp tướng. Do đó quý vị cứ lấy cái cuốn kinh, cứ buổi chiều thì đem ra tụng 2 tiếng, buổi sáng đem ra tụng 2 tiếng, rồi cắt đi làm việc Phật sự, rồi chiều tiếp tục vậy. Quý vị cứ làm như vậy, luân chuyển như vậy suốt cuộc đời quý vị, phàm phu vẫn phàm phu, nó đâu có chuyển được gì trong tâm đâu. Như vậy thì Đức Phật ngài dạy rằng muốn đạt được cái vô trí hay là vô sanh pháp nhận thì phải phá cái ngũ uẩn, phải xa lìa các pháp danh tướng, sanh trú dị diệt, sự phân biệt và hỷ lục. Phải dùng tâm quán xét biết ba cõi này nó là từ trong cái tạng thức nó sanh ra, do đó tâm nó không còn ôm ấp vướng mắc nữa. Thì bây giờ người tu sẽ đạt được cái thánh gì? Như vậy thì cái sự mà xa rời danh sắc ngoại cảnh là cái điều kiện rất là cần thiết. Người chân tu chỉ có mục đích là thiền định giải thoát. Những cái việc như là cứu trợ thiên tai bão tố, đúc tượng xây chùa là của cư sĩ, những bậc thiện tâm nào. Người tu chân thật mình không nên gánh vác vào. Tại sao vậy? Nó là mất thời giờ. Và nó chỉ là một cái công phu tu của hữu vi. Quý vị đang tu kiếp này để quý vị giải thoát, mà quý vị tu hữu vi để làm gì? Như vậy quý vị thấy chưa? Những chuyện như là lục lọi nè, thiên tai là nạn tai, mấy này là để cho cư sĩ và những người mà thiện tâm họ làm, chứ mình là người tu giải thoát làm gì, rỡ tay vô để làm gì? Nói thầy nghe coi. Thành ra bây giờ người tu họ làm những chuyện này không, thành ra suốt đời họ đâu có thành đạo đâu, phải không? Những cái điều này là những cái điều mà nó thuộc về hữu vi. Chúng ta là những người đã xuất gia, là mục đích của chúng ta là trong kiếp này phải là thoát được sinh tử luân hồi. Chính vì vậy mà khi vua mà Lương Vũ Đế đó hỏi tổ sư Bồ Đề Đạt Ma đó: "Trẫm từ khi lên ngôi đến nay chăm lo xây chùa độ tăng vô số, in kinh hành thiện không ngừng, xin hỏi như vậy được công đức gì?" Đạt Ma tổ sư đáp: "Chẳng có công đức." Vua Lương Vũ Đế liền hỏi tiếp: "Tại sao?" Tổ sư đáp: "Là vì hủ lậu, tuy xem ra như có công đức nhưng không phải công đức chân thật." Vua lại hỏi: "Thế nào là công đức chân thật?" Tổ sư đáp: "Chứng ngộ thị tính của trí huệ, thực tướng vô tướng, bản lai vốn không tịch, viên minh vi diệu, công đức tự tánh, không thể lấy cách thế tục mà cầu được." A Di Đà Phật, quý vị thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Vua Lương Võ Đế ổng cứ tưởng rằng ổng xây chùa, ổng độ tăng, ổng làm đủ hết là ổng có công đức, mà rốt cuộc sao? Tổ nó đâu có công đức, bởi vì đây là cái công đức hữu vi. Đây là một cái công đức hữu vi. Chúng ta là cái người mà tu giải thoát thì không cần cái công đức hữu vi này. Nếu mà chúng ta vẫn còn bị luân chuyển ở trong cái luân hồi thì cái công đức này chúng ta rất cần. Nhưng mà người đã xuất gia đầu Phật thì mình phải nghĩ rằng cái kiếp này là cái chót của mình, tu hành phải đạt được sự giải thoát. Chứ không có nói mà nói rằng tôi tu tôi còn nhiều vô lượng kiếp, không nói vậy được. Như vậy thì qua sự đối đáp này, đại chúng thấy rằng sự tu hành chân thật là phải biết quán sát bổn tâm,
Biết diệt trừ đi cái ngũ uẩn thì tâm thể của mình nó mới có sự thanh tịnh. Chân như tâm muội bấy giờ thì nó mới hiện tiền. Bây giờ nói tóm lại thì người chân tu, ngoài sự giữ gìn giới luật nghiêm minh, không nên phạm giới sắc của nam hoặc là của nữ, những cái hình ảnh bất tịnh này nó sẽ hiện lên trong lúc tu thiền. Lúc quý vị được cận định và hình ảnh này nó khiến tâm quý vị xấu hổ, nó làm sao động tâm quý vị không bao giờ nhập định được. Và do đó một đời tu hành của quý vị sẽ hoài trong phàm phu vẫn hoàn phàm phu. Và khi chết theo cái luật định nhân quả, quý vị sẽ đọa vào vô gián địa ngục vì tội thân bất tịnh nhơ bẩn mà trơ mặt ra để làm thầy dạy chúng sinh. Quý vị nghe rõ chưa? Thành ra những người nào mà mặc áo cà sa mà phạm giới rồi đó mà trơ mặt dạy chúng sinh thì thầy nhắm mắt thầy cũng biết rằng địa ngục vô gián là đường đi của họ. Quý vị khỏi cần phải nói điều gì, họ cũng phải vào địa ngục vô gián à. Tại vì tàn á lại gia thức nó đã chụp hình rồi, không thể nào mà quý vị thoát được hết á. Giống như chiếc xe của quý vị chạy qua một cái đèn xanh đèn đỏ mà nơi đó nó có gắn máy camera để chụp hình, nó đã chụp cái số xe quý vị rồi thì quý vị không bao giờ thoát được hết á. Thầy khuyên những cái vị tăng sĩ này, nếu mà muốn tránh được cái đọa địa ngục nên xả cái áo cà sa ra, trở về làm cái người đời sống bình thường. Sau đó vài năm sau cho tâm nó an tịnh trở lại, trở vào tu, thì bây giờ cái nghiệp địa ngục nó mới tan. Còn nếu mà vẫn mặc áo mà tu hành để mà giấu giếm, để mà làm những cái điều mà lợi dưỡng cho mình, để mà dối gạt chúng cái sanh, thầy bảo đảm nhắm mắt lại cái đường vô gián địa ngục. Và cái chỗ mà quý vị phải đi là chỗ của Đề Bà Đạt Đa, A Di Đà Phật. Và người mà tu chân thật á, họ cũng không có nguyện đông nguyện tây nữa. Họ không cầu sanh về cái cõi thanh tịnh an lạc nữa. Bởi vì chính họ họ đã biết tất cả những cảnh giới này, không phải cầu ở bên ngoài mà phải cật lực tu hành ở bên trong để cho cái tịnh hạnh mình nó đầy đủ xứng đáng. Và nó thể hiện cái cảnh giới, nó tương xứng với cái sự tu của mình. Và người như vậy mới là xứng đáng gọi là chân tu. Và người như vậy mới xứng đáng gọi là đọc tụng chân kinh tâm ấn.